Mỹ Nhi không dám đến sự kiện có cả Khả Như và Diệu Nhi, Puka đăng đàn giải thích cực khéo. Diễn viên nổi tiếng Puka đã vắng mặt tại buổi công chiếu và sự kiện ra mắt phim trên bàn nhậu dưới bàn mưu, mặc dù cả cô và chồng, Jin Tuấn Kiệt, đều nhận được thư mời. Trong khi đó, Puka đã chia sẻ poster phim kèm lời chúc trên trang cá nhân, nhưng không có sự xuất hiện của mình. Puka cũng khéo léo chia sẻ hình ảnh cùng chồng và đồng nghiệp tại một sân khấu khác để chứng minh rằng họ có lịch trình riêng và không phải là vì tránh hay không dám đến sự kiện có sự tham gia của Diệu Nhi và Khả Như. Trong khi đó, Khả Như cũng không đề cập đến Puka trong loạt bài chúc mừng sau sự kiện, gây thêm nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ này. Cả hai từng là chị em thân thiết, nhưng sự hiếm hoi của họ xuất hiện cùng nhau và thiếu tương tác trên mạng xã hội khiến cư dân mạng đặt ra nhiều câu hỏi và giả định. Trước đó, Khả Như cũng đã bị soi với việc không tham gia đám cưới của Puka, và việc này càng làm gia tăng nghi vấn về mối quan hệ giữa Puka, Khả Như và Diệu Nhi. Tuy nhiên, cả ba nghệ sĩ đều chưa lên tiếng để làm rõ tin đồn và tranh cãi này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.